Mình đang quay trở ra, đang trở về về nhà. Thì sáng giờ mình với chú mình với cô cò mình đi làm quét dọn mộ cho ông bà tổ tiên, trong đó có ông bà nội mình. Đó, ông bà nội mình mất ở nhà là chôn ở đất Thánh Cà Lồng nha. Đó, rồi mỗi dịp năm Tết là mình về đây và mình với chú và anh em tập trung lại là vệ sinh mồ mả, lau chùi dọn dẹp. Trước thì quét vôi, giờ là ốp đá rồi, bây giờ là chỉ ra lau chùi thôi chứ không còn quét vôi nữa. Thì đây là mình đang đứng ngay sân trước cổng nhà thờ Trà Lồng nha các bạn. Đó. Rồi mình về quê Hậu Giang thì mình cũng làm một cái clip nhỏ nhỏ để gửi đến anh em, để anh em xem quê hương của mình như thế nào. Đó, rồi mình chạy trong khuôn viên nhà thờ Trà Lồng nha. Rồi mình sẽ chuyển hướng camera về phía trước. Đó, thì đây cụ cò của mình. Hai cha con phải bay chào khán giả đi con. Đó, đi đâu cũng có cụ cò theo hết. Đó, giờ mình sẽ quay camera trước nha. Camera sau đâu mình quay không được. Đây có thánh tự đạo Việt Nam. Ở phía trước kia là nhà thờ Trà Lồng. Nơi mà mình đã sinh ra và rửa tội ở nhà thờ này. Đã bỏ đi tha thứ được hai mấy ba chục năm nay rồi, hai mấy năm rồi. Thì giờ về thì khung cảnh này vẫn cũng như xưa. Ra đời nha bạn, năm nay mình tròn 30 tuổi nhưng mà nó có trước mình lâu lắm rồi. Có trước lúc cha mà nữa lúc cha mình sinh ra đời đó. Giờ mình là chỉ là người hậu sinh thôi. Rồi còn đây nè, đây là cái cảnh này lầu chua lầu này là nước mẹ, rồi mẹ còn phía trong kia là trường học ở Trà Lồng. Thì đây chạy vô cho các bạn thôi nha. Đây mình thăm lại cái ngôi trường ngày xưa mình cũng đã từng học đây nha, trường tiểu học ở Trà Lồng. Hồi xưa là trường tiểu học Long Phú 1 đó. Cha học ở đâu vậy? Đây cha sẽ dắt con vô cái chỗ mà cha học đây. Đây là văn phòng, hồi xưa đây là văn phòng làm việc của các thầy. Các cô nha, giờ cũng là trường học cũng là mình đứng phía ngoài quay nha. Đó rồi. Trường nào vậy cha? Trường này. Đó. Cái lớp học hồi xưa của mình nó nằm đây nè. Cái lớp học mình hồi xưa là đây. Hồi xưa mình học lớp 1 ở đây nha bạn. Cũng là ngôi trường này nhưng mà cái bàn ghế thì nó khác. Bàn ghế hồi xưa thì nó cũ kỹ hơn chứ nó không được như giờ. Con thấy rồi. Không thấy gì hết. Không thấy gì hết. Con chưa thấy. Đây ẩm đặt lên. Đây, hồi xưa là tôi học cái trường này nè, đó. Trường này và lớp chỗ này luôn nha. Học lớp chỗ này luôn. Đây là học lớp 1 đầu đời của tôi, đầu tiên của tôi học lớp 1 là học ở đây nha. Rồi tôi qua học lớp 2 là tôi học chỗ này, lớp này. Lúc mà tôi lên được lớp 2 đó là tôi học ở đây. Ở đây nha. Tôi chuyển qua đây. Rồi hồi xưa là đây, trường chỗ này. Trường cái lớp này nha. Xưa lớp này nè, lớp chỗ thư viện nè. Với nhà phòng văn phòng nè. Chỗ văn phòng nè. Là chỗ này hồi xưa là hai lớp này dành cho mẫu giáo. Hai lớp này dành mẫu giáo. Rồi bắt đầu là lớp 1. À đây. Lớp 1B nè, lớp 2B luôn nè. Đó. Lớp 1B, lớp 2B bạn thấy không? Đó. Là lớp 1, lớp 2 là ở đây luôn. Ở 1 2 nè. A nè, hồi xưa tôi học đây.
hồi xưa ở khu này là có mấy cái cầu trượt để dành cho mấy em nhỏ học, em học mẫu giáo, người ta mấy đứa em ra chơi đây nè, còn người văn phòng kia. Thời gian lâu quá rồi thì coi trường thì cũng cũ kỹ rồi, cho nên nhìn nó nhìn vậy nhưng mà nó cũng còn ghi nhiều dấu ấn cho anh em ở dưới quê lắm. Rồi mình sẽ chuyển hướng camera về hướng khác nha. Xe vừa chạy vừa cầm máy quay cho nên nó hơi rung, cho nên mình không có. Qua cái cầu phía trước rồi có cái gì nè, quay cho anh em xem luôn. Cho anh em ra luôn đó. Ôi thì là mát quá đi.